Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này giới thiệu cho mọi người biết về cái bộ trang bị mới của vị tướng Mina. Đó là trang phục kẹo hay gheo. Với cái trang phục này là cái có lẽ là cái sự kiện Halloween của năm nay. Đó, mọi người thấy trước mặt chúng ta đó là một vị tướng, một cô gái vô cùng sexy, quyến rũ với ba vòng cực chuẩn đấy. Quá là sexy đúng không mọi người? Đây là những trang phục trước đây của vị tướng Mina, đó là tiểu thư đoạt hồn, rồi tiệc bánh kẹo. Và bây giờ chính là cái trang phục, đó chính là kẹo hay gheo. Trang phục này trang phục giới hạn của Halloween năm nay. Mình nghĩ rằng đây là một cái trang phục khá là đẹp. Đấy, để mình điểm sơ qua nha. Tính năng trang phục thì không có kẹo thì ăn gheo cả đêm. Gheo thì cũng phải có phong cách, không cần là Halloween vẫn có thể gheo ấy, có nghĩa là gheo sáng gheo tối gheo luôn từ bây giờ. Để mình xem sơ qua cái trang phục này có cái gì đặc biệt nào. Thế như mình thấy thì nó đập vào mặt mình đó chính là một cái gọi là trắng gì mà sáng thế, quá lợi hại luôn. Để xem mấy cái này có trắng sáng phải không. Ui giời ơi, tiểu thư đồ hồn thế nào. Wow, mặc định thì không ăn thua, cái này không ăn thua lắm. Ủa, cái này nó bự chà bá luôn mấy anh ạ. Trời ơi, căng quá nha. Đẹp, trang phục này khá là chất đấy. Màu sắc thì mình thấy nó cũng vừa phải, nó không có sặc sỡ quá như cái trang phục này. Trang phục này nó quá là sặc sỡ luôn. Ở trang phục này mình thấy nó vừa phải này, màu vàng này, màu đen này. Xem nào. Cầm một cái lưỡi dìu rất là to. Cái này mà đi tròn tem bạn thì có thể gọi là quá là cực kỳ là phê luôn đấy nhá. To như thế này cơ mà. Tóc màu vàng đúng không? Còn với tóc cũ là tóc màu gì ta? Cũ là tóc màu đen này. Rồi các màu hồng này. Rồi tóc màu tím đen này. Còn cái này là tóc màu vàng bạch kim. Tóc rất là đẹp. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào thử trang phục này cho mọi người xem nó như thế nào nhá. Mình sẽ vào đấu thử cho mọi người xem cái trang phục này có hiệu ứng biến về hay là hiệu ứng kỹ năng hay là hiệu ứng chiêu các thứ các kiểu nha, cho mọi người xem nhá. Thế mình thấy ở bên ngoài thì nó cũng khá là ổn rồi đấy. Đẹp, nhưng mà mình phải thử xem cái test xem kỹ năng của nó như thế nào. Ngon. Hình như cái trang phục này nó nằm ở trong cái vòng quay Halloween thì phải. Hiện tại thì mình đang được trải nghiệm trước cái trang phục này. Khi nào thì nó ra mắt chính thức rồi mình sẽ làm clip đánh hạng, cũng như là đi chôn tem bạn cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì chưa thể sử dụng được, tại vì nó vẫn chưa ra mắt chính thức mà. Mình chỉ có thể vào đấu thử thôi. Nữ hoàng lưỡi hái. Ok, mình sẽ nâng cấp cho nó lên cấp 4, cấp 5 thì đấy. Ok, rồi này. Để xem đầu tiên hiệu ứng biến về. Ok, hiệu ứng biến về là không có rồi này. Bây giờ mình sẽ vào test tất cả các hiệu ứng cho mọi người xem nhá. Đầu tiên là hiệu ứng chương 1 này. Wow, có con rơi nó bay lên mọi người ơi. À, ngon nhở. Để chương 2 nhá. 3 con rơi. 1, 2, 3, 5, 5, 5 con rơi. Chính xác là chương 1 nó khá đẹp và nội tại của nó. Có con rơi nó bay lên mọi người ạ. Chương 2 cũng có rơi luôn nè. Wow, chiêu 2 thì có 3 con rơi. Chiêu 1 thì có rất là nhiều rơi luôn. Để mình bật chiêu cuối xem nó có gì đặc biệt không nha. Chiêu cũng rất là nhiều rơi. Nói chung ở trang phục này là rơi là chính. Đó, eo ơi. Vào combat là cứ rơi bay tung trời. Đó, thơm lừng như củ gừng luôn ha. Trang phục này khá là đẹp mọi người ạ. Hiệu ứng kỹ năng khá là chất. Chiêu cuối nó khá là đẹp đó mọi người. Nè, mọi người thấy không? Rồi cái màu của bí ngô nhỉ. Wow, bật liên tục như thế này là cứ gọi là chất đừng có hỏi luôn. Đẹp phết đấy mọi người.
để mình kéo các bụi xanh ở trên nó. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mí chung một đường. Chú hai của nó này, mọi người thấy không? Thấy ấy nhiều rơi không? Trời ơi, có mùi xanh của người ta. Ôi, mùi xanh ơi. Đi đâu? Đi đâu vậy? Cái nội tại của nó nữa, khi mà mình bị than nó đánh nó cũng băng cái con rơi nữa mọi người ạ. Khi mà vị tướng, đó là cái nội tại của vị tướng này, khi mà bị dính sát thương nó sẽ quay tay một cái, nó cũng văng ra rơi nữa. Trang phục này rất là nhiều rơi nha mọi người. Mọi người thấy trang phục này đẹp không? Chất không? Đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? Trang phục hiệu ứng kỹ năng chiêu 1 đẹp quá trời rơi luôn chứ. What the fuck, hồi nãy mình đếm có 5 con. Wow, chục con ấy. Không, sử dụng một lần thôi. Sao nào? Ủa, một lần hình như có 5 con hay sao mà? Một lần hình như có 5 con thôi sao á? Đây mọi người, mình xem lại nha. 1, 2, 3, 4, 5. Chiêu cuối là có 3 con, 4 con. Trời ơi, một đàn rơi kìa, nó bay ra kìa. Hình như một lần chỉ có 5 con thôi mọi người à. Thế mình thấy như thế, mình ấn quay cái tay càng nhiều thì rơi nó ra càng đông. Đó, cũng phải quay tay thật càng nhiều vào nha. Quay tay thật nhiều thì là càng nhiều rơi, đó. Còn quay tay ít thì là không có rơi đâu, chỉ có 5 con thôi. Đấy, mọi người thấy trang phục Halloween của vị tướng Mina này thế nào? Kẹo hay là ghẹo? Giờ ăn kẹo hay là bị ghẹo? Đơn giản như thế thôi, có kẹo là không bị ghẹo nha. Ok, khi nào mà mình trang phục này chính thức ra mắt thì mình sẽ làm clip đánh hại cho mọi người xem sao nhé. Bây giờ mình chỉ có review cho mọi người xem sơ qua về cái trang phục mới của vị tướng Mina này thôi, cũng như là cái trang phục Halloween của năm nay. Theo như mình thấy thì tiếc là cái trang phục này không có hiệu ứng biến về thôi, còn cái còn lại của nó thì hiệu ứng hình ảnh còn đang khá là múp đấy. Hiệu ứng kỹ năng thì nó khá là dị, rơi bay tung tóe đấy. Không thể nói là cái trang phục này quá xuất sắc, nhưng mà nó cũng khá là đẹp, nói chung là đẹp. Nhưng mà nói về quá xuất sắc thì không dám nói. Xoay tay này. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã ra hết clip của mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mọi người nghĩ sao về cái trang phục mới của vị tướng Mina như thế này? Nhớ comment cho mình biết ở dưới phần mô tả video clip này nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại người trong clip sau nha. Nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ giúp mình nhé. Bye bye mọi người.